Xin chào tất cả các bạn, sau đây mình sẽ nói về chọn đời tử vi tuổi Kỷ Mão. Thì tuổi Kỷ Mão có cung là cung Cấn, trực thành, cung Thôn, mạng thành, đầu hổ, đất trên, vách, hương con mèo, tướng tinh con rồng, Phật bà, quan âm, độ mạng, tổng quan. Tuổi Kỷ Mão, xuất lâm khi hố ngũ hành, nạp âm thuộc hổ. Là người phong lưu, cả đời đầy đủ về vật chất, thích đi du ngoạn tự do, vui đùa họ chịu để người cha coi thường, lạnh nhạt với người thân, anh em có gần, nên lấy vợ muộn sẽ sống hạnh phúc. Phụ nữ tuổi này có số mệnh phụ nổi tiếng trong lòng họ, thường họ hưởng phúc. Nữ tuổi này sinh vào mùa xuân thường gặp nhiều khó khăn chắc trở vất vả hơn. Thuận sinh vào mùa hạ thì số an nhàn hơn, việc làm ăn thuận lợi hơn, sự nghiệp tốt đẹp hơn. Cuộc sống của nữ tuổi này có phần sung túc về tiền bạc, tình cảm dồi dào, ít phải chịu những khổ cực. Nói chung cuộc sống tuổi này là hoàn toàn êm đẹp, ít có những biến động. Tài lộc dư thừa từ tuổi 3-4. Tình duyên tuổi này ban đầu gặp nhiều trắc trở, nhiều mối tình tan vỡ, sau mới gặp được nửa của mình. Về tình duyên tuổi Kỷ Mão được chia làm 3 nhóm sau. Nếu bạn sinh vào những tháng 3-6-7 và 1-1 âm lịch thì cuộc sống của bạn sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, một vợ một chồng, ít gặp những khó khăn chắc trở trong cuộc sống của mình. Nếu bạn sinh vào những tháng 1-2-5-8-10 và 12 âm lịch thì cuộc đời bạn có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 4 và 9 âm lịch thì cuộc đời bạn có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi tình duyên. Gia đạo, công danh. Gia đạo tuổi này có nhiều bế bối, có nhiều bất đồng quan điểm giữa người thân trong gia đình. Chấm gia đạo có nhiều điều không vui, nhưng càng về sau thì được cải thiện hơn. Công danh tuổi này chỉ mức bình thường, không có gì nổi bật to lắm. Sự nghiệp phải qua tuổi 30 mới có, nhưng vững chắc được phải từ 3-4 tuổi trở đi. Những tuổi hợp làm ăn. Nếu tuổi Kỷ Mão muốn hợp tác làm ăn thì nên hợp tác với những người tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân. Vì kết hợp làm ăn với những tuổi này thì sự nghiệp của bạn mới được thuận lợi, gặp được nhiều may mắn và thành công. Những tuổi trên rất hợp với bạn về đường tài lộc, lựa chọn vợ chồng. Lập gia đình là việc quan trọng đối với mỗi chúng ta, nên lựa chọn như thế nào nữ Kỷ Mão nên cân nhắc thật kỹ. Nếu lựa chọn sáng suốt thì mọi việc với bạn sẽ gặp may mắn và gặp nhiều cơ hội thành công. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Dần thì cuộc sống của bạn có thể gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn. Vì những tuổi này hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi Canh Thìn, Bính Tuất thì có thể cuộc sống của bạn chỉ ở mức trung bình, đủ ăn đủ mặc mà thôi. Vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về tài lộc. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi Quý Mùi, Đinh Sửu thì có thể cuộc sống của bạn sẽ phải chịu nghèo khổ mà khó thoát ra được. Vì những tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc, bạn không nên kết duyên ở tuổi 16, 17, 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi. Vì kết hôn ở những tuổi này rất có thể vợ chồng bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Những tuổi Đại Tỵ bên cạnh
những tuổi hợp với bạn là những tuổi rất tị với bạn, đó là những tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Bính Dậu, Bính Tý và Quý Dậu. Vì nếu hợp tác làm ăn hay kết duyên với những tuổi này đều rất không tốt. Ngày giờ xuất hành hợp nhất tuổi Kỷ Mão có những ngày giờ xuất hành hợp nhất, đó là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành làm ăn hay đi giao dịch vào những giờ này đều thuận và may mắn. Vậy là mình đã nói xong về tuổi Kỷ Mão. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy bấm đăng ký để theo dõi kênh và đừng quên bấm like hoặc chia sẻ video để ủng hộ mình nhé.